That one. And that. Leave here. Yeah, I'm leaving here. I'm still a student. You're a student. Yeah. Starting business English. Business in English. Yeah. How long does this go on for? I don't know. You do this to impress the girls. I don't think it's working. Five more minutes? Come on, more! Well, that comes from... all? Yeah. I don't work around. Không biết bọn em bán bánh anh bánh gì sao giấy gì mà sao ra nhiều giấy thế nhỉ? Kinh quá. Không hiểu sao cả một đống giấy này ở đâu ra nhỉ? Anh không biết tại sao luôn. Không biết anh vừa mua cái bánh này ở đâu thì không biết tại sao nó lại có cái loại này. Chịu vãi. Hay không? Em sinh này sao ngồi đây một mình không sợ mà nó bắt đi mất à? Hả? Em sợ anh bị bắt mất đấy. Đây em đến thế giới ngọt ngào khiến lòng này phiên dao. Chỗ này hơi đông người, chỗ này mà vắng là anh bắt rồi đấy. Để với em luôn. Anh căn lúc nào mà kéo là ai nhất anh sẽ bắt em luôn. Em tên gì? Em là Ngân Ly. Ngân Ly, ông Ngân Ly tên hay đấy. Ngân Ly à? Ngân Ly. Ngân Ly tức là tên em là Ly hay tên em là Ngân và Ly là biệt danh? Ly là biệt danh thôi đi. Anh là Ly. À ok. Ly à? Hay nhỉ. Em sống ở đây luôn à? Ừ, em ở đây. Ok. Có thể là anh ngày mai anh có khi anh chuyển nhà ở đây, đây ở đây. Chuyển hộ khẩu có thể chuyển nhà luôn. Chuyển hộ khẩu có thể chuyển nhà luôn. Tại sao em không ở mà lại đi chuyển hộ khẩu và tìm. Có thể đi làm được đó. Bình thường ấy anh toàn đi cua thả thính là lần đầu tiên anh được cảm giác nhận thả thính lại, anh cảm thấy nó hơi khác.